Chiếc đàn thứ tư mình muốn giới thiệu đó là chiếc đàn này. Chiếc đàn này thì phù hợp với những bạn mà đã đi làm rồi, có điều kiện một chút. Và chiếc đàn này thì như các bạn đã thấy thì về bên ngoài hay là cả về cái chất lượng tiếng âm thanh thì không có gì mà phải chê cả. Đàn này thì mình có thể mang đi biểu diễn được rồi. Đàn này mà tập thì quá là dễ dàng và rất là hay luôn. Tiếp theo đó là chiếc đàn cao nhất. Chiếc đàn này thì dành cho những bạn mà đã có điều kiện rồi, nghiêm túc và có một cái sự đầu tư khi mà mình tập đàn hay là mình muốn biểu diễn, mình muốn chất lượng tiếng âm thanh mình nó hay nhất có thể thì mình sẽ sử dụng chiếc đàn này. Mình sẽ dùng lâu dài chiếc đàn này và không cần phải thay hay nâng cấp đời đàn nữa gì cả. Chiếc đàn này thì nếu như các bạn nhìn thấy thì thấy là chiếc đàn này có vẻ là bên ngoài khá là giống nhau, nhưng mà về âm thanh hay là về những cái phụ kiện đi cùng thì sẽ khác nhau nhé. Chúng mình sẽ có thể nhìn thấy là những chiếc đàn trên 10 triệu này thì mình sẽ thấy là có cái viền ở đây, những các cái chốt lên dây hay chốt tinh chỉnh này đó, hay là những cái phần này thì mình sẽ thấy là nó tinh hơn rất là nhiều đó. Mặt gỗ đàn cũng sẽ đẹp hơn. Nhìn ở trên video thì có thể là mình sẽ không nhìn rõ lắm, nhưng mà ở ngoài và chất lượng âm thanh thì mình sẽ thấy rõ hơn rất là nhiều khi mà mình sẽ so sánh hai cái video test với nhau. Vừa nãy là mình đã giới thiệu cho các bạn một số những các cái mẫu đàn thông dụng của bên mình mà học viên rất là yêu thích. Đa phần những các cái đàn ở bên mình thì đều đã được chọn lọc kỹ từng chiếc một, nên các bạn có thể yên tâm khi mà các bạn lựa chọn đàn, các bạn chỉ cần xem là mình muốn mua những các cái đàn ở những các cái dòng đàn mức giá khoảng bao nhiêu tiền, thì lúc đó mình sẽ tư vấn làm sao mà phù hợp với cả cái nhu cầu và kinh phí của mình bỏ ra. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể inbox cho mình trên trang page hoặc là trên cá nhân. Xin chào và hẹn gặp lại.